bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ cùng các bác review một mẫu sản phẩm mới về hàng của Hiếu Minh Audio. Đó là một cặp loa bát 25 mang thương hiệu của CF Audio. Nói về thương hiệu CF Audio thì chúng ta rất phổ biến và dễ bắt gặp, thường thấy ở trong nội địa của Trung Quốc. Đó. Và ngày hôm nay thì một mẫu sản phẩm cặp loa em muốn giới thiệu đến các bác đó là cặp loa bát 25 có model là CF Audio FD10. Đó. Và bây giờ em sẽ quay gần lại để giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm này cùng các bác nhé. Cặp loa CF Audio model là FD12, công suất 300W, màu đen và nặng 14,5kg, sản xuất tại Trung Quốc. Hàng chính hãng, các bác có thể check được mã QR nhé. Đây là một cặp loa chính hãng nhập khẩu hàng nội địa Trung Quốc, và đây là hàng nhập khẩu có COCQ, giấy tờ đầy đủ. Và bây giờ em sẽ bóc hộp sản phẩm này để cùng các bác khám phá nội thất cặp loa này nhé. Rất đẹp đúng không bác? Logo CF Audio. Thiết kế là màu đen, sơn sần. Loa này thì các bác có thể vừa treo đứng cũng như là có thể treo ngang đều được hết. Ốc rìa treo ngang. Ế căng, lớp bên trong sẽ có một lớp xốp chắn bụi, lỗ thông hơi phía sau, bát sẽ cho ra uy lực ở thùng và thùng cân. Thùng cân và lỗ thông hơi phía sau thì rất là lợi bát bác nhé. Rất đẹp, đứng xa ra một chút cho các bác cùng xem. Đó, CF Audio. Ở trong nội địa Trung Quốc thì chúng ta rất hay thường gặp, dùng gia đình hay là phòng hát ở bên Trung Quốc rất ưa chuộng các dòng CF Audio này. Và dòng này thì là dòng loa nhập khẩu chính ngạch, chính hãng. Đó. Em sẽ quay giới thiệu phía sau cho các bác cùng xem. Model là FD10, giải tần là 66Hz cho đến 20kHz, rất cao, lời rất là tốt. Và sensitivity là 93 dB, 8 ohm, công suất là 300W. Này, đánh bát rất là lực này. Và new trick thì sẽ có hai cổng đường ra và lưỡi cắm là cắm new trick, cổng in và cổng out. Tem quét mã vạch QR, sơn một màu đen rất đẹp, rất dễ phối ghép, treo lên cực kỳ đẹp luôn. Một cặp loa full bát 25. Và bây giờ thì em sẽ test thử một bài nhạc cũng như là nhờ cô em hát một bài karaoke để gửi tới toàn thể bác. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe nhé. Và bây giờ xin mời các bác cùng lắng nghe và thưởng thức. Áo nhà bình thường linh linh thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay dòng về làm con xanh cây lá. Tây mê gió mưa mùa, Tây Ninh nắng lung người, mà trận địa đồng tháp vẫn bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc sương tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu liên hướng vân vân của bạn người thank you.
nghiện nghỉ ngang mong